Phong tục gói bánh trong những ngày giỗ, lễ, Tết đã trở thành nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, được lưu truyền từ xưa cho đến tận ngày nay, thể hiện nét đẹp của nền văn hóa lúa nước. Nếu như ngày xưa gói bánh phải đi xay bột, phơi khô, tán nhuyễn, thì ngày nay người ta đã bán sẵn bột trong những cái túi, chúng ta chỉ việc mua về và chế biến. Nước đường được pha loãng, nấu cho đến khi sánh lại, đổ từ từ phần nước đường vào bột và trộn đều. Lá chuối phơi một nắng, lau sạch, xếp cuộn lại thành hình cái phễu hoặc là hình dáng tùy thuộc vào cách gói của người làm bánh. Cô Tám của tôi chắc là cái người khéo tay nhất nhà, cho nên được mấy cô giao cho cái nhiệm vụ là xếp lá. Đậu xanh không có vỏ được ngâm qua đêm, cho vào nồi nấu chín, nghiền nhuyễn, trộn chung với ít đường và muối, vo lại thành viên tròn để làm nhân bánh, thêm một tí hành lá cho nhân được đẹp. Bột bánh nhân ngọt được nhồi liên tục để cho bột được săn, mịn. Còn đây là bột chuẩn bị để gói bánh ít nhân dừa, cho nước nóng vào bột trộn đều. Công đoạn này là do chị Hai đảm trách. Bột và nước cũng được nhào liên tục cho đến khi bột săn mịn lại. Nhân bánh được đặt ở giữa vỏ bánh bao lại, vo tròn và cho vào lá chuối gói lại. Chấm thêm một ít dầu cho vỏ bánh không dính vào lá chuối.
ngọt đã được chín rồi nè. Giờ là đến công đoạn chuẩn bị nhân dừa. Thắng nước đường, gừng băm nhuyễn bỏ vào chảo nước đường, cho dừa vào xào cho đến khi dừa khô là được. Nhân dừa cũng được vo tròn giống y như nhân đậu xanh.